Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh, cơ sở để quy hoạch cán bộ. Cảnh báo về sự lệch chuẩn từ chuyện Ngọc Trinh bị bắt. Hàng loạt sinh viên sập bẫy lừa tuyển dụng trên mạng xã hội. Người dân khu đô thị Thanh Hà vẫn không đốn vì thiếu nước. Mỹ và Anh lên tiếng ủng hộ Canada trong việc tranh cãi với Ấn Độ. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Theo thông tin từ Vietnamnet, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc sáng ngày 23 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội và bộ máy nhà nước, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo Phó ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tạ Thị Yên, một trong những điểm khác biệt của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Nếu như trước đây, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, thì bây giờ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Báo Tiền Phong đưa tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 22 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích trên hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam là QNA-90129TS và QNA-90927 bị chìm trên biển do lốc xoáy. Do đó, các tàu của vùng 4 Hải quân KN-471, KN-421, Vàng Hoa 735 kết thúc việc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của hai tàu chìm. Vào trưa ngày 22 tháng 10, tàu cảnh sát biển CSB-8002 được lệnh di chuyển cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền, bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu 471 Hải quân. Trước đó, thể theo nguyện vọng của gia đình ngư dân và đề xuất của các lực lượng có liên quan, ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các lực lượng có liên quan tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của hai tàu cá còn đang mất tích đến hết ngày 22 tháng 10. Vietnamnet ghi nhận sự việc người mẫu Ngọc Trinh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng ít nhiều thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Dễ nhận thấy, khoảng hơn 10 năm qua, Ngọc Trinh duy trì được độ hot bằng cách chấp nhận cả những thị phi. Nhưng lần này, sự vụ thả hai tay lái mô tô nằm bò điều khiển mô tô ở những tư thế nguy hiểm, biên tập hình ảnh clip đưa lên mạng xã hội đã làm nóng tên tuổi. Mọi việc không dừng ở chuyện thị phi mà là vi phạm pháp luật và Ngọc Trinh đã trả cái giá rất đắt. Thực tế, vi phạm của Ngọc Trinh cho thấy có sự chuẩn bị, có thể nói là công phu. Cơ quan công an đã làm rõ và bản thân Ngọc Trinh có khai báo. Quá trình Ngọc Trinh cùng người hướng dẫn tập luyện, có quản lý và người giúp việc đi cùng để hỗ trợ, quay hình và sau đó biên tập lại đăng lên mạng xã hội để câu view. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi các tổ công tác của Công an thành phố Thủ Đức và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đến tận nhà làm việc, Ngọc Trinh vẫn giữ những clip vi phạm này trên các tài khoản mạng xã hội. Vướng vào lao lý nhưng không nhận thức được hành vi vi phạm của mình tạo ra là vi phạm pháp luật, đó là vấn đề rất đáng lo ngại, đặc biệt là với trường hợp những người có tiếng được nhiều người theo dõi trên mạng như Ngọc Trinh. Chính sự nhận thức lệch chuẩn đã dẫn tới sự tự do thể hiện thái quá, không biết hành động của mình sẽ tác động làm ảnh hưởng thế nào tới công chúng. Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây có rất nhiều người phản ánh về việc liên tục xuất hiện các công ty tuyển dụng việc làm ảo, rồi hẹn phỏng vấn và thu phí của người xin việc. Thay vì nhận tiền và cung cấp các việc làm như tư vấn viên, những công ty này lại chuyển người xin việc sang những công ty không liên quan, không như quảng cáo. Các trang tuyển dụng giả mạo các thương hiệu lớn nhằm lôi kéo sinh viên, người lao động đến xin việc rồi tìm cách bóp méo câu chữ, đưa người xin việc vào mê trận thông tin, sau đó yêu cầu đóng tiền để làm việc. Tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt các trang tuyển dụng mập mờ này được đề xuất có thể kể đến như cửa hàng tiện lợi Circle K tuyển dụng, Circle K tuyển dụng thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng Mini Stop tuyển dụng thành phố Hồ Chí Minh, tuyển dụng siêu thị Copmark thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trên thực tế, các trang tuyển dụng việc làm không có thực trên mạng đều dẫn về các địa chỉ như trên để phỏng vấn và thu tiền. Đáng nói, công việc trong hợp đồng sẽ khác xa với quảng cáo.
Nếu đòi lại tiền, người xin việc sẽ bị mất 25% đến 50%, số còn lại công ty trừ vào chi phí tư vấn. Hàng loạt sinh viên đã mắc phải chiêu lừa nói trên với số tiền mất từ ít nhất 600.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng. Báo Tiền Phong đưa tin, dù được tăng lượng nước về, nhưng niềm vui của cư dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội không được kéo dài vì phải tiếp tục chịu cảnh thiếu nước, mất nước sạch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai đã yêu cầu bằng mọi giá phải cung cấp nước cho người dân khu đô thị Thanh Hà. Song trong ngày 22 tháng 10, đơn vị cung cấp nước vẫn làm ngơ. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, khoảng 20 tòa nhà vẫn trong tình trạng mất nước. Đến 18 giờ, lác đác vài tòa có nước, song lượng nước chảy nhỏ giọt, chỉ đủ cho người dân sử dụng cho việc lau nhà, rửa nhà vệ sinh. Nước về nhưng lượng nước ít nên chỉ được một thời gian ngắn thì rơi vào tình trạng mất nước kéo dài, khiến cuộc sống của người dân vẫn bị đảo lộn. Nước ở các xe bồn chuyên dụng được các nhà hảo tâm đưa đến nhằm giúp đỡ cư dân khu đô thị Thanh Hà vượt qua cơn khát nước sạch. Dù vậy, lượng nước đưa đến vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 30.000 cư dân đang sinh sống tại đây. Nhiều cửa hàng kinh doanh phải cho nhân viên nghỉ việc vì thiếu nước phục vụ hoạt động kinh doanh. Tới giờ người dân cũng không rõ khi nào nguồn nước cấp được ổn định để có thể hoạt động bình thường và các hộ kinh doanh gọi nhân viên trở lại làm việc. Nếu cứ tình trạng này kéo dài, nhiều hộ kinh doanh lo ngại sẽ phải đóng cửa tiệm. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. VN Express ghi nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm thủ tục bàn giao hai nghi phạm gây ra một vụ án mạng là Lê Văn Khánh, sinh năm 1990 và Trần Viết Trung, sinh năm 1988, cùng ngụ quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cho Công an thành phố Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 20 tháng 10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc Tê, tên viết tắt, sinh năm 1995 quê tỉnh Nghệ An và 4 người khác uống rượu rồi đến hát tại quán karaoke trên đường Kinh Dương, thành phố Hải Phòng. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10, khi nhóm anh Tê thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với các nhân viên tại quán là Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung. Lúc này Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm Tê khiến anh tử vong. Hai người khác trong nhóm bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Trung và Khánh đón xe khách bỏ trốn lên Đắk Lắk thì bị bắt giữ. Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai đã bắt giữ Phạm Thanh Thiên, 27 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, bàn giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người. Điều tra ban đầu xác định, rạng sáng ngày 22 tháng 10, do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu chung, nên Thiên bị Trần Văn Trọng, 28 tuổi và anh Hoàng Đức Anh, 26 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thanh đánh. Sau đó, Thiên về nhà lấy con dao đi bộ ra cây cầu ở ấp Bầu Mây, xã Phú Thanh, chờ Trọng đến để trả thù. Một lúc sau thấy Trọng đi qua, Thiên lao vào dùng dao tấn công, Trọng tử vong trước khi được mọi người đưa đến bệnh viện, còn Thiên bị bắt ngay sau đó. Báo Công Lý đưa tin, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra một vụ người phụ nữ bị trúng đạn, đồng thời kêu gọi nghi phạm Nguyễn Văn Công, 26 tuổi, trú thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, ra trình diện cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, chị Phạm Thị Đê, tên viết tắt, 27 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, khi ra đóng cổng nhà thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng hơi bắn bị thương. Sau khi nổ súng, đối tượng bỏ trốn, còn chị Đê được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An. Qua điều tra ban đầu xác định, trước lúc xảy ra vụ nổ súng nói trên, chồng chị Đê có can ngăn một vụ đánh nhau giữa Nguyễn Văn Công với bạn nhậu. Báo Người Lao Động ghi nhận, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa truy tố các bị can Trần Duy Hiếu, 24 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, Nguyễn Minh Dương, 26 tuổi, Võ Minh Trí, 23 tuổi, cả hai cùng ngụ huyện Nhân Trạch và Phạm Minh Khôi, 22 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hiếu từng đi nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân. Đến tháng 3 năm 2023 thì được xuất ngũ. Về nhà, Hiếu rủ Chương, Trí, Khôi đóng giả công an hình sự đi tuần tra đêm trên quốc lộ 51 để bắt xe vi phạm, sau đó để họ đưa tiền để được tha. Công an xác định, trong khoảng thời gian tháng 4 năm 2023, nhóm này hai lần thực hiện hành vi giả cảnh sát hình sự để chiếm đoạt số tiền của người đi đường hơn 17 triệu đồng. Theo thông tin từ VTC News, rạng sáng ngày 23 tháng 10, căn nhà số 48 đường Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bất ngờ xảy ra cháy. Người dân phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và cứu hộ. Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 nạn nhân ra ngoài và sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên,
nỗ lực cứu chữa, nhưng người chồng là anh HVN, tên viết tắt 41 tuổi, đã không thể qua khỏi. Người vợ và con trai vẫn đang được cấp cứu. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. VOV đưa tin, Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ vì yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương. Trước đó, Canada cáo buộc Ấn Độ đã vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao khi yêu cầu Canada phải cho về nước 41 nhân viên ngoại giao đang làm việc tại tòa đại sứ ở New Delhi. Ấn Độ đã bãi bỏ các đặc quyền ngoại giao của các nhân viên đại sứ quán Canada cùng người thân của họ. Trong các tuyên bố riêng lẻ, hai đồng minh của Canada là Mỹ và Anh hối thúc Ấn Độ không yêu cầu Canada giảm sự hiện diện ngoại giao tại nước này. Mỹ và Anh cũng bày tỏ quan ngại khi Ottawa phải rút 41 nhà ngoại giao khi mà nước này vẫn đang tranh cãi với Ấn Độ về vụ sát hại một thủ lĩnh của phong trào ly khai của người Sikh tại Canada. Ngay sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc các nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi Ấn Độ. Quan hệ song phương Ấn Độ và Canada liên tục sóng gió thời gian qua sau cáo buộc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau rằng chính phủ Ấn Độ có liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh Hardeep Sinija của phong trào Khalistan, một phong trào đòi ly khai của người Sikh ngay tại Canada hôm ngày 18 tháng 6. Báo Tiền Phong ghi nhận, lính biên phòng Ai Cập đã bị thương do các mảnh vỡ từ đạn pháo xe tăng khi quân đội Israel bắn nhầm vào một đồn canh của nước láng giềng. Sự cố xảy ra hôm 22 tháng 10 tại đồn biên giới Ai Cập gần Kerem Shalom, ngã ba biên giới giữa Israel, Dải Gaza và Ai Cập. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Ai Cập Garif Abdel Hafez không tiết lộ có bao nhiêu lính biên phòng bị thương do mảnh đạn pháo, chỉ cho biết các vết thương này nhẹ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã đưa ra một tuyên bố trước đó vào Chủ nhật, bày tỏ sự đau buồn về vụ việc. Tuyên bố cho biết chiếc xe tăng đã vô tình bắn trúng một đồn canh ở Ai Cập, ở khu vực biên giới và vụ việc đang được điều tra. Sự cố xảy ra một ngày sau khi Ai Cập mở cửa khẩu biên giới với Gaza để cho phép đoàn xe viện trợ đi qua. Chỉ 20 trong số khoảng 200 xe tải viện trợ đã chờ đợi nhiều ngày để vào dải Gaza được đi qua cửa khẩu. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung Quốc và Philippines đang đổ lỗi cho nhau về một vụ va chạm tàu gần bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines cáo buộc tàu tuần tra CCGV 5203 của Trung Quốc sáng ngày 22 tháng 10 đã chặn các tàu Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho tàu chiến BRP Sierra Mother. Con tàu cũ bị mắc kẹt tại bãi cỏ mây mà Manila sử dụng làm tiền đồn trái phép ở khu vực này. Theo cáo buộc của Philippines, các hành động ngăn chặn nguy hiểm của tàu Trung Quốc đã dẫn đến vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc với một tàu Philippines. Philippines không cho biết vụ việc có gây ra hư hại gì cho tàu nước này hay không. Ngay sau vụ va chạm, Philippines đã lên án động thái của Trung Quốc ở mức độ mạnh nhất. Đáp lại, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết đã có một va chạm nhẹ giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines khi Trung Quốc chặn hợp pháp các tàu Philippines vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép lên tàu chiến PRP Sierra Mother. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.